ngay thì chọn nó ngày 22 tháng 30. Chủ đề là tốt cả. Chủ đề là tốt cả. Chủ đề là tốt cả. Tan giả. Tốt cả. Đơn giả. Của Toastmaster Club nên tôi sẽ nói về tán giả tôi sẽ nói về tán giả phát âm là cục cán tán giả phát âm là cục cán Danja. Danja. Danja là quan trọng về học tập tiếng Việt, ngôn ngữ. Tí, chúng ta có thể có phát triển trao đổi ngôn ngữ để có Danja thuật bội. Đánh giá thuật bội là quan trọng. Tôi sử dụng AI để học tập ngôn ngữ. Học tập ngôn ngữ để sử dụng AI. Tôi có thể gồm đánh giá của AI. Nhưng mà phát âm đánh giá cố gắng cố gắng nên nói là cố gắng khi chúng ta sử dụng nội dung riêng nói nên phát âm là căng nhỏ khi chúng ta học tập ngôn ngữ phát âm là cân nhắc phát âm là quan trọng tôi muốn nói tư vùng cân nhắc nhưng mà tan âm của tiếng Việt là âm thanh của sao tam âm nên khi tôi nói phát âm dùng nói là cố gắng nên dùng nói là khác nhau tôi có ý nghĩa để nói tu nhưng mà chỉ tôi nói chỉ tu là ý nghĩa là khác nhau nên phát âm tiếng Việt là phổ hành nên AI có thể giúp tôi nói phát âm tốt nhất sử dụng AI. AI có thể giúp tôi nói phát âm tốt nhất
sử dụng AI nên có thể học tập luôn. Hôm nay tôi đã nói về đơn giản nên kết quả là không tốt nhất. Hôm nay tôi nói về tên giả của Toastmaster Club nên phát âm là khó khăn nên kết quả là không tốt nhất nên tên giả của phát âm tôi sẽ rent để nói phát âm tốt nhất của giọng nói tiếng Việt là đầu tốt tắt nên mình có thể nói về chính xác từ vựng. Chính xác là quan trọng, chính xác là quan trọng nên chính xác là quan trọng, chính xác là quan trọng. Cho hồi về cao hồi là chính xác. Chào hồi chào là chính xác. Cao hồi cô chính xác cho hồi. Phát âm tiếng Việt là khó khăn nên tôi đã chia sẻ nhưng sử dụng AI
Rồi, thành 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 ngắt chúng ta đi dùng non chút và phân tích tôi sẽ nói vừa xuống thành trả ra xin gắn ra xuống gắn gắn ra trong các tàu đất của mình sẽ mắc vào rất không tôi sẽ tạo luôn về từ chân sản phát hành đứng của mình này và tầm quan trọng rất phát hành sự sạc trong cho phép phát hành và quan trọng phát hành sự sạc phong sự giúp chúng ta quên hay không rất là phát đồ tàn và quan phong sự mà còn về hình sự quên thì phát hành sái chúng ta về chung chung ngồi nghe nàng tự làm cho cửa làm cho thì sự quyết định tôn giả được biết yêu thì tội nôi thân giả như phát thầm hay chất sách xôn diệt không thể quen tội mà tự yên là tùy vài về luận thống phát thầm cũng là của quân quân thủ văn đề phát thầm trong lòng như phong này xôn trường về và nhiều nông lực chắc chúng ta xuống đặt quay trình hướng cuối cùng tại phát tâm thì xem đất như này có thể xuất phát từ việc hôn chữ đến các phát hành và tướng chủ hộp rồi thôi phần nối nhận tự nhiên để làm tạo kỹ năng cho phép chúng ta tăng phát các tầng tầng dài và tầng nhắc ví dụ thì nói về ngoài tay miệng thất thật nhiều hơn phát hành rõ ràng nhớ nhìn xếp phổ thết đang bài tư dung xuống địa mà chúng ta muốn chuyên thể AI và tăng giá phát hành tôi sử dụng AI để hỗ trợ phát sinh vốn thật phát hành và cải thiện kỹ năng cho thất quan nhân AI có thể giúp tôi nhận ra những lỗi phát hành nhỏ nhất và qua đó tôi có thể thu xu ngay lập tức tăng hành ký nội về tôi mà sẽ có AI có thể tăng giá và tôi có những các cải thiện cụ thể điều này giúp tôi thư trình hàng trong việc phát hành các thứ mình có tàn xe và tàn quan trọng của nó. Tất cả giống như sông Toastmaster sẽ quan trọng để cải thiện những người tham gia Toastmaster không chỉ học cách nói chuyện giúp tăng trọng mà không biết các nhà và chủ là phản hồi một cách xây dựng. Điều này giúp chúng ta không phát triển kỹ năng nói điều mà còn cô phải nhìn và chia sẻ các dấu thức của quả. Tôi không áp dụng thành công tần trẻ này. Đăng, 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 trẻ, 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 đăng trẻ, ngay cả các bài phát biểu của mình về tư tưởng và cái tình của mình. Các AI có thể giúp tân giả. Một trong những sự cơ hội tôi đặt ra là AI có thể sử dụng hệ thống tân giả dùng như Tesla sản phẩm, tạo sự lỗi đã có và AI có thể hỗ trợ chất thực hóa, AI có thể phân tích các bài phát biểu của tôi. Em sẽ các lỗi phát tán như phát, người phát, ngũ phát và không pháp phản hồi thức tội. Thứ này trước tôi liên tục cải thiện và phát triển kỹ năng nói trước công trình bộ các nhân chuyện kết luận.
Bích phát thần chính và tôi giải tương vui sự vô chủ khu thấp cũng như ấy là giúp chúng ta không chỉ giàu thật tốt hơn mà còn chỗ đến tiêu tiền hơn vui sự thích phúc chứa không nhẹ và kích thừa giàu thật chúng ta có thể lên trước cải thiện và phát triển tư đồ năng cầu ta nạn nội sức công trình cũng như trong giao thế hàng này nên bố bố văn chức tiền vệ đang già yếu như tàu lật cổ thật mát hay văn chức và đang già vài vật như là qua bàn thiểu các chúng từ như mồ hôi đang già qua tàu lật cổ thật mát chúng ta sẽ xem xét dù trần các kia căn nguyên phát tạng tốc độ là tàu sức phải người dân phát ảnh bài về bát tự chúa như thần nên mang tâm quan trọng của phát ảnh bàn đại tế cấp trên dưới này như hưởng tiêu độ rất tốt vì dễ là nước thổ quan trọng trong giàu thế phúc và tuy nhiên là tăng tội gian khổ và làm sự không chết chỗ lành hơn kỹ chữ tôi sẽ nói về thánh giả à, đảm bảo rằng hôm chiều nay được phát thành cho rằng vì phút tân là rất quan trọng trong công chế của đàn phát tâm sẽ có thể dành nên suy sư lặng tức thành các phát thành chất lại mà của sư chi cùng đôi với đại phát chua những phức thật phục ít phần thức về chất bản lãnh nhắm 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 tốt tôi nói bên cổ để cấp tiền biết nói quả nhận tu phôi là quan trọng cho sức dùng để thức thức để các phụ như là chiều quan trọng là nói xong lại là đặc biệt là kỹ dây kích các tay nền tạo cuộc giới trừ các phụ ngưỡng rồi hãy thử tầm dung dừa các thảo đặc biệt là sau sách các tiền sinh về chỗ thân và thôi giản trước sự thông tin tạo sơ và lát bài đời phát biểu ở dung chuyên từ các thể như các nhà của bản không của sự thêm nổi cho là vị vận chuyển tiêu viết tàu luôn à, để thân ở thân giả sang ở phát tạm mà không có sư viện được cụ thể như quan trọng là sắp xếp các cái trường của văn để ở một trường từ quốc lý sang hoài mùa vai tầm vai ý chính của đại Phật như là gì? Cô thể tập trung vào giờ thép và phát tâm tần vai chính vậy các tiền chân một cách rõ ràng ví dụ tầm quan trọng của phát tâm tức của việc phát tâm sai trong cuộc sống hàng ngày sử dụng công cụ AI để cải thiện kết quả trong tất những điểm chân mà gần môn ca trả nhó cho rằng trong ý chung có một số phân là ý nghĩa cho nên tôi cử tôi sử dụng để thể thức thấp những nội phát triển nhà của thảo lại sự vừa dù và có thể thức tôn trì hàng hậu phục hiện đất lại để dễ cứu phẩm khi nói về công nghệ hoặc các công cụ làm được các chương trình
bao giờ mà ta có thể đánh được. Ví dụ, người bạn sử dụng này để hỗ trợ ai giả trị các nô hộ tổng và tài xảo nô kỳ. Tính gọn bên nội dung, bên bộ để phát triển những sự đề, chú đề thân nhạo, chú thân, thân giả, thân giả, thân giả, thân giả, thân giả là phát đàn công cụ như AI, như quan trọng là phát triển vào mặt kinh tế chính. Các bài thân giả, Thomas chung sản xuất lưu nội dung của phúc phúc hồi công chiếc chương trình hay không, hay thu hồi công chiếc chính mà tân muốn tân giả. Tân giả, tân giả, tân giả, tân giả, tân giả. Ghi nhỏ là gì? Mỗi phần trong vài vật từ bộ khổ số sông giữa tổ phong nâng giả tên nàng vẫn có những điểm tốt để phản quan trọng khu phát hành và sử dụng các công để cái thêm kỹ năng nói. Đây là những gì trợ sự phản ứng của thể tức nhân mang hiệu quả hơn. Lỗi khen bằng đại nhân duyên là đức nhưng phước phúc càng cải thiện chỗ khi nào nói ta làm tốt đồ sức tranh tức này chất được đồ biết chưa phát triển phước phúc càng sử dụng hay thấp chuyển vào bên tôn 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 trang hỏi và lần lộ trong việc phù văn tôi thân chịu kết rồi cái làm chủ và phát biểu bằng nghệ không hay ở làm việc để sắp xếp các tiền mốt các chủ đoàn nối sẵn lại và phát sinh vào mà khi để sinh tại mà tôi thì kết quả hay là gì ạ thì tôi muốn thoát mà sẽ có chồng sư chủ đoàn cao sức và là các chuyện đặt hiệu quả như vậy những kẻ tăng này sẽ chứ vài phát biểu tòa ban chủ nên làm tư phút và sẽ theo rồi còn khi công văn tài văn dịch này quý vị cảm ơn.